Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Và hiện tại mình đang ở dưới một cái hang động. Và thật tình cờ là cái này nó nối liền với một cái khe nứt luôn ha. Mục tiêu của mình ở dưới hang này là ráng tìm kim cương. Nhưng mà ngoài kim cương ra thì mình cần phải tìm ra một cái loại vật phẩm có tên là Crystal Diamond Shard ha. Diamond Crystal Shard nè. Cái này thì khi mình đào quặn kim cương á, nó sẽ có tỷ lệ nhỏ rơi ra ấy. Này, mình rất là cần thứ đó luôn. Nên xuống đây thử vận may thôi, chứ biết sao giờ. Ủa, cái này nó sâu tới mức mà có đá nền luôn rồi nè. Vậy là sâu lắm luôn ý. Khúc này có kim cương không? Hang này rộng với ta. Nhìn cực kỳ rộng luôn á. Không có rồi. Ui, con golem này. Con golem này bắn cái gì? Nhìn kỹ nha. Nhiều khi nó nằm ở trong mấy cái góc ấy. Khúc kia là không có rồi nè. Vậy chắc đi xuống. Ê kìa kìa kìa. Thấy rồi. Thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Một chỗ kim cương đầu tiên trong chuyến đi đào kim cương ngày hôm nay. Ê, có pha lê kim cương rồi nè. Đó, một lần được hai cái luôn. Tại vì cúp mình có gia tài á, nên nó cho thêm á. Ui, không có rồi. Rồi luôn, như vậy thì quặng đầu tiên chỉ cho mình được có hai cái mảnh pha lê kim cương thôi. Mình cần nhiều hơn thế. Ít nhất là 8 á, thì mới đủ cho công việc ngày hôm nay. Rồi, dưới này hết rồi. Ủa, cái gì đây? Có zombie. Oh no. Không được rồi. Giật điện thôi. Cái phép lightning web của mình á, giật điện nhiều thì càng đã á. Đúng là phép master mà. Lại gặp lòng spawn. Hoài luôn á. Giật điện nào. Đấy, ghê chưa. Và khi mình nhặt được sách phép thì nó cho mình tới tận 3 quyển sách khác nhau luôn nè. Cấp upgraded hết luôn. Quá là tuyệt vời. Hang thì vẫn còn đấy. Đi tiếp đi. Về trước mặt có một quặng kim cương tiếp theo rồi nè. Lần này hãy cho mình nhiều hơn hai nha. Pha lê đây rồi. Lần này cho tới ba pha lê kim cương luôn. Đây nữa. 7 rồi. Một cái cuối cùng. Yay. Dư luôn. Bữa nay nhân phẩm cao rồi. Như vậy thì mình đã đủ số lượng pha lê kim cương cần tìm cho công việc ngày hôm nay rồi đó. Giờ chắc đi lên được luôn rồi đó. Có hết những thứ mình cần rồi. Thôi chắc đi lên thôi. Hôm nay tự nhiên mình đi tìm cái pha lê kim cương này với mục đích. Đó chính là mình sẽ chế tạo ra cái viên đá Flame Fury ha. Đây là viên đá được kết hợp từ mảnh pha lê kim cương với cả là cái nguyên tố lửa nè. Đây, cái này thì mình đánh cái con Cerberus á thì nó sẽ rơi ra nha. Và mình sẽ kết hợp lại như vậy. Không được. Lý do không được là tại vì mình không được chế tạo bằng bàn chế tạo bình thường đâu, mà phải đi tới ngôi đền Night Fury. Đó, thế nên thì giờ lại có thêm một chuyến đi nữa rồi. Tới nơi. Phanh lại. Vô ngôi đền thôi. Vì ngôi đền này á, sau khi chế tạo thì cái đe sẽ mất luôn á, nên mà chỉ đến đây đúng một lần duy nhất thôi. Vô ngồi đền cái Night Fury quá trời hứng thú rồi kìa. Đợi anh xíu, anh chế tạo cái đã. Đây là cái đen Fury ha. Mình sẽ cho Fire Essence vào giữa và những cái mảnh pha lê kim cương xung quanh là có thể tạo ra được viên đá Flame Fury rồi. Đấy, chế tạo xong thì cái đe cũng đã tan biến mất luôn. Rồi, mình đã có được viên đá. Và cái này thì mình sẽ cho Night Fury nha. Nhưng mà đây là em Night Fury đầu tiên của mình á, nên mình không muốn em ấy thay đổi hình dạng đâu. Mình vẫn sẽ giữ Night Fury ở dạng bình thường. Mà thay vào đó, mình sẽ về và ấp trứng rồng Night Fury mà hôm qua mình tìm được. Đó, quá là đã luôn. Vậy là đội hình chúng ta sắp có thêm một em rồng được nâng cấp rồi đó nha. Sẵn tiện ấp Night Fury thì mình sẽ ấp luôn trứng rồng Lotus á. Đây, ấp làm một cặp luôn cho đã. Night Fury. Night Fury up bên máy bên kia. Bên này. Chính xác. Còn trong lúc chờ đợi up hai cái quả trứng này, mình sẽ đi học phép ha.
ngoài ba phép mà mình mới nhặt được trong cái buổi đào kim cương thì mình còn có một vài quyển từ chuyến khám phá trước nè, lấy ra học luôn. Ui có gầy, đúng là có cái vật phẩm tăng tỷ lệ tìm sách phép mới á, tìm được quá trời sách phép mới trong một ngày luôn, sướng thiệt sự. Và mình sẽ cho vô cây gậy chiên test phép này để test từ phép master luôn nha, bữa nay có phép master để test nè. Rồi mấy quyển sách cũ cho vô với một quyển sách mới tìm được, rồi tổng cộng là 5 quyển nha. Lấy ra lấy ra, coi thử công dụng của từng quyển là như thế nào đây. Mình chỉ tò mò phép master nhất thôi, tại vì có gái á, mình đang săn tìm những quyển sách master cuối cùng á, có tổng cộng đâu cỡ mười mấy 20 quyển master lận mà mình mới có vài quyển thôi, nên rất là tò mò ha. Ồ gì đây, sóc quay. Ồ ồ, cái này nó làm rung rung động mặt đất luôn á. À phép master luôn à. Như vậy phép master mà mình học được trong ngày hôm nay nó có tên là sóc quay ha. Ủa ghê vậy. Không biết là cái vụ nổ này nó có gây được bao nhiêu sát thương nha. Mình thấy là rồng cái bên thì không có bị ảnh hưởng đấy, không biết mấy con quái thì sao. Ui trời ơi, bùm một phát con bò bay mất tiêu luôn. Oh my god, ghê vậy. Kìa, bùm một phát con sương văng lên đọt cây luôn á. Ghê thiệt. Cái này mà zombie nó bu lại đông đông á, mình làm một phát một thôi là nó tản hết luôn á. Mình nghĩ nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc đẩy lùi kìa. Quái, mấy con quái ra khỏi mình á. Hợp lý nè, hợp lý nè. Ghê ghê nha, chưa gì là có một phép thứ dữ rồi. Hẳn là phép master luôn. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp theo là phép có tên là Iron Flash. Nó sẽ búp cho mình hiệu ứng kháng cự. Wow, tốt nha. Hổng rài thì có phép hồi máu nè, cho thêm trái tim hấp thụ nè. Rồi bây giờ cũng có kháng cự nữa, ba phép là hồi phục luôn rồi đó. Quá là tốt luôn. Ê, ê, con rồng Red Dead kìa. Con đó hôm bữa là nó tấn công Light Fury mình á, mình còn nhớ nè. Đợi mình xíu mình qua bển mình cho nó ha, biết như thế nào là sức mạnh của cái phép master mình mới học được. Từ từ đợi mình xíu. Đó, nó đang tấn công mình kìa. Ừ, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Động đất nè. Không ăn thua. Không sao. Phép phép master không tấn công được thì mình dùng phép băng. Ui giời. Bự thì bự đấy, nhưng mà gặp mình thì cũng tắt điện thôi. Này thì dám cà kệ rồng mình lúc trước nè. Rồi, tiếp tục test phép thôi. Tiếp theo nè. Ê, cái phép gì mà lửa không vậy? Ui. Oh no. Không ổn tí nào cả. Kháng lửa trước. Vậy là cái phép chuẩn bị mình học được á, nó có liên quan tới lửa rồi đó. Chính xác, nó có tên là Ring of Fire, tức là nhẫn nhẫn lửa hả? Phép này mình từng gặp rồi nè, mình từng gặp một vị pháp sư sử dụng rồi. Ui trời ơi, mấy con ma này nó dí lên nó quýnh rồng kìa. Ui con ma nó liều vậy. Mình sẽ giải cứu rồng thôi. Này thì dám quýnh rồng hả? Cho nên nó mồi phép mới của mình luôn. Ủa sao con ma không bị gì hết trơn vậy? Ô ma kháng lửa à? Kháng lửa thì mình sử dụng phép bắn. Này thì kháng lửa nè. Kháng lửa thì mình dùng phép băng với phép điện. Cái phép Ring of Fire này thì cảm giác nó không có mạnh nhờ. Hôm bữa mình trúng chiêu mình thấy mạnh lắm mà ta. Nè mạnh nè. Kìa. Ui nó giật máu ghê lắm. Wow. Con zombie bước vô phát là bị giật máu ngủm của tỏi luôn mà. Này coi nè, coi nè, máu nó giật không phanh luôn á. Giật liên hồi luôn. À đúng rồi. Giờ mới mạnh nè. Hồi nãy mình test trên nhầm con thôi. Tại vì những phép lửa mà chỉ cần con đó kháng lửa thôi là nó sẽ bị vô dụng liền á. Nên nó khá là dễ bị khắc chế á. Nhưng không sao, cũng rất là mạnh. Rồi. Quay. Quay. Mình lại học thêm một phép triệu hồi rồi.
Bữa nay là phép triệu hồi ra golem đất sét. Wow. Để coi golem đất sét có mạnh hay không đây. Tấn công đi golem đất sét. Quýnh. Một con xương thì quýnh 3 cái mới chết nha. Ui con zombie này quýnh 4 5 cái mới chết luôn. Sức mạnh của golem đất sét mình đánh giá cũng ở mức trung bình ha, không có quá là vượt trội đâu. Và phép cuối cùng. Nhận sức lâu vậy? Nó có tên là Orc Conjure cấp độ 1. Orc Conjure. Đây. Orc Conjure. Mình có thể tạo ra một cái cục than bằng mana. Rất là đơn giản luôn. À ok. Đây là phép thuật tạo ra cục than á. Vậy luôn á trời. Mình đâu phải cậu bé bán than đâu. Cho mình phép thuật tạo ra than à. Sợ thiệt. Rồi. Đó đó thấy chưa. Con này kháng lửa nè. Là cái phép nhận lửa của mình nó lại vô dụng liền. Nhưng mà không sao. Mình còn có phép sóc quay này rất là xịn. Ui da. Sao nó quýnh mình văng sao. Mình quýnh nó vậy. Ê. Con này nó mới chơi đồ. Sao mà nó quýnh mình văng xa vậy. Coi ai văng xa hơn. Vô. Quýnh đi. Ú. Ok, nó văng mình cỡ 15 ô á. Tới mình lại nè, lại nè. Người phải văng xa hơn đó. Thấy chưa? Trận chiến này là công bằng nha. Mình chấp nó quýnh trước luôn. Mình dùng lại một chiêu mà nó văng dính dách mà. Khủng khiếp thiệt. Nói chung bữa nay test phép là ok đấy. Hợp lý đấy. Ui, Gipper nổ trên trời luôn kìa. Ngon ngon, bữa nay test phép vui ấy. Được được. Mạnh thì cũng tương đối thôi, nhưng mà khá là vui ấy. Xong xong xong. Nãy giờ đợi hơi bị lâu đấy, nhưng mà không sao, rất là xứng đáng nha. Rồi, giờ thì chuẩn bị chào đón em Night Fury thứ hai nè. Hồi hộp quá đi. Lấy hai cái orb trước. Rồi lấy thức ăn cho rồng các thứ ra nữa. Và cuối cùng là cho Night Fury ra. Mới cho ra đây đi đâu rồi, đi khám phá nhà cổ à, thôi qua đây đi. Qua đây, qua đây. Lại đây nào. Ui giời ơi, mình sẽ thử nhá, là mình sẽ cho Night Fury biến thành dạng Flame Fury từ cấp 1 coi, coi như thế nào. Được không? Ồ, được luôn. Wow. Biến được ngay từ nhỏ luôn nha. Bây giờ đã thành Flame Fury rồi. Ồ. Ấy gì là nãy mình đặt tên sai mất rồi. Đáng lý ra mình phải đặt là Flame Fury chứ nhờ. Ủa đặt tên sai mất tiêu rồi. Xíu đi khám phá kiếm thẻ đổi tên. Đổi tên lại mới được. Đặt sai tên rồi ha. Rồi khi thành Flame Fury thì đuôi của em rồng này sẽ có một cái ngọn lửa ha. Cánh thì cũng là cánh lửa nè. Có rất là nhiều gai và đốm đen. Có sọc sọc nữa chứ. Nhìn rất là nổi trội luôn á. So với Night Fury bình thường thì nhìn em này có vẻ hung dữ hơn ấy. Đấy, Night Fury bình thường thì kiểu nhìn hơi bị dễ thương thôi, với hơi ngầu ngầu. Còn em này thì nhìn vừa ngầu mà vừa hơi hung dữ ha. Kiểu gai góc quá trời luôn. Rồi giờ thì sẽ cho lớn lên nè. Đấy, lớn lên đi. Lớn lên rồi anh dẫn cho đi khám phá ha. Cấp 40 rồi. Ăn đi nhai đi. Đấy, 40 là đã cửa được rồi ha. Ủa sao bay không nổi à. Bay đi em. Gồng bay không nổi rồi. Bay đi. Bay. Bay đi em. Bây giờ gồng mới cho mình cưỡi đi bộ thôi. Chứ chưa cho bay. Ôi ôi. Chết luôn rồi. Bay đi. Cố lên. Bây giờ phải tập bay nữa. Oh no. Lẹ đi. Bay đi em. Bay lên rồi chúng ta xử cái con rồng trên bầu trời kia. Con rồng Red Dead vô duyên kia. Đi em, cố lên. Còn không được rồi, vậy là phải ăn thêm rồi, còn nhỏ quá. Ok, đợi anh xíu, anh cho ăn thêm một ít nè. Chứ chưa cửa được thì sao mà đi quẩy được. Chưa. Này, ăn thêm đi. Lên 60 nha. 60 rồi, cho anh cửa nha. Cho bay nha. Rồi, nhai đi. Bay đi nào, cố lên.
Bye. Sao vậy Flame Fury? Sao vậy? Sao không cho ba vậy? Cày thế, em to như vậy rồi em phải cho anh cưỡi bay chứ. Rồi luôn. Su cana luôn, vậy rồi sao mà bay được, chẳng lẽ cưỡi gồng đi bộ. Cưỡi gồng nhưng mà không được bay, chỉ được đi bộ vậy thôi à. Trời ơi, chết luôn rồi. Flame Fury làm ăn sống nhân à. Hơi bị buồn á nha. Ok, giờ thì trước mắt cho vô trong ọp trước đây. Rồi xong, vậy là chúng ta đã có được em Flame Fury nâng cấp từ Night Fury thành công rồi á. Quá là vậy, quá là đã luôn. Giờ thì tới lượt của rồng Lotus nè. Đây là loài rồng kiểu như hoa sen á. Lotus hình như là hoa sen thì phải. Rồi Lotus. Đấy, rồng hoa sen nè. Ôi, dòng này dễ thương rồi, cực luôn. Đôi cánh là cánh hoa sen nha. Uầy, coi kìa. Cặp mắt cũng đẹp nữa. Wow. Xong, có gài mình ấp toàn rồng dễ thương đó ta. Ừ, được ấy, được ấy. Rồi, cho ăn nè. Rồi, ăn đi. Lớn lên cho dễ ngắm đi. Chứ nhỏ quá, mỗi lần ngắm phải zoom lên, hơi cực. Đó, coi kìa cặp mắt kìa trời. Em này cũng có cái nét nét gì đó giống rồng Night Fury ha. Nếu mà không có cái cặp cánh hoa sen này là với cái màu mà đen đen nữa là nhìn Iran Night Fury luôn á. Wow, nhưng mà em này đặc biệt hơn là có sừng ha. Sừng hơi bị dài luôn. Rồi, giờ thì vẫn nuôi cho em này lớn bình thường thôi. Không biết em này cấp bao nhiêu mới cửa được ta. Tại vì bây giờ mình thấy còn rất là bé nè. 40 là chắc chắn không cửa được rồi. Tại vì nhỏ hơn mình là không có cho cửa đâu. Em này thì chắc cũng cỡ cấp 60 ấy. Đây, em sẽ cho ăn thêm một ít nữa. Trước mắt là cho lên 60 đi. Rồi 60 nha. Để coi coi cưỡi được chưa. Hả, 60 là cưỡi được rồi nè. Bye. Đây, Lotus cho mình cưỡi mà Flame Fury không cho mình cưỡi. À, đây là chỗ của mấy pháp sư băng à. Pháp sư băng thì pháp sư băng xuất hiện đi. Cho dăng dính dách hết luôn. Đâu rồi? Pháp sư băng dăng dính dách nè. Ui. Ui, mấy pháp sư băng chơi làm mình đông cứng luôn rồi. Mình không thể di chuyển được. Ui. Chơi gì cười cục vậy? Thì đón nhận ngọn lửa của tôi đi. Này thì pháp sư băng hả? Bước vô đi. Bước vô nhận lửa đi rồi biết. Ui, lại đóng băng nữa rồi. Ai, chơi mà cứ chơi đóng băng. Đóng băng nè, cho chết cháy bằng cái nhẫn lửa luôn. Đây nữa. Sợ nhẫn lửa chưa? Quét sạch pháp sư băng liền. Rồi, giờ thì cho mình một cái nhẫn nữa. Lại là cái nhẫn băng. Mình không hiểu sao nha. Mình kiểu như mình có duyên với những cái vật phẩm tăng sức mạnh cho cái phép băng lắm. Đi toàn lút đồ liên quan tới phép thuật băng thôi à. Ở dưới chân mình đang là một cái, hình như đây là một cái Obelix. Chính xác rồi, đây là Forest Fury Obelix ha. Oh man, cái này kích hoạt chỗ nào? À đây rồi, đây rồi. Kích hoạt thì nó tương tự với kích hoạt Cerberus ha, chỉ cần nhấn vào thôi. Ui, nó tạo ra hai cái con Birkin. Ui, rồng ơi, có chân. À, được lắm, trận chiến giữa rồng và hai cái con Birkin này. Để coi, đánh bại một con nè. Ôi, không rơi ra đồ à? Ố, không rơi ra đồ. What the hell? Ui, phép này mình đẩy nó văng ra xa quá. Dùng nhận lửa đi. Có rơi ra đồ không? À, đây rồi. Nó có rơi ra đồ nha. Vậy là cái con Birkin đó nó sẽ cho mình cái vật phẩm tên là Forest Essence. Cái này thì mình có thể kết hợp với những cái Forest Shard này để tạo ra Forest Stone á. Wow, như vậy thì nếu mà mình có thêm đủ những vật phẩm thì mình có thể nâng cấp Night Fury thêm một cái dạng khác nè. Thích quá à. Được nha, cái này coi coi nó có hướng dẫn gì không.
Ồ, nó không có chỉ dẫn thêm gì hết á. Rồi, vậy là mình phải nghiên cứu thêm về cái Forest Essence này rồi. Nói chung thì vật phẩm này xịn. Đánh giá cao, đánh giá cao đó. Được. Bắt đầu chuyến đi này hên hên dần rồi đó ngang. Và nếu mình càng có nhiều những cái kiểu như là nguyên tố khác nhau á, thì mình lại cần phải có nhiều trứng rồng Night Fury hơn. Như vậy thì khó khăn của mình ở đây chính là tìm trứng rồng Night Fury thôi. Nếu mà cái phép thuật lửa của mình mạnh như vậy thì để mình thử coi, với một lần dùng nhẫn nhẫn lửa của mình thì sao nhỉ? Ui trời ơi, thanh niên bự con mà ăn con kiến gì sao mà no được. Hay thanh niên bự con vô lại đây, lại đây nhẫn lửa lần hai. Ui không ăn thua. Ui trời mưa nữa. Ui ê, 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 ê. Tết chút xíu làm gì căng vậy. Dám ăn thịt mình hả? Ngon vô đây. Dằn dính dách nè. Áo. Mình làm phát tinh này lớn lớn luôn ơi. Dằn dính dách nè. Dằn dính dách nè. Bự con thì bự con. Chứ mình dùng skill sóc quay vẫn là dằn rất là xa ha. Thôi 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 thôi. Mình định vô để mình test cái phép nhận lửa coi coi có thể one shot được thanh niên một mắt hay không. Và cái kết là suýt bị ăn thịt. Và kết quả là không có one shot được thanh niên một mắt đó nha. Trâu lắm. Vậy là không ăn thua rồi. Cái phép nhận lửa chỉ có thể one shot được mấy cái con mà kiểu nó thấp thấp máu thôi ha. Ái chà chà, ái chà chà. Không biết các bạn còn nhớ cái con Hydra lần trước mình quýnh nó 500 hiệp thì mới đánh bại được không? Bữa đó cay cú quá. Bây giờ mình phải trả thù mới được. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải búp cho mình cái phép kháng cự trước đó. Rồi có kháng cự rồi. Vô nướng con rắn này thôi. Hai đồ ra hay vô đây. Đâu rồi? Nhận lửa nè. Nó cắn mình. Nó đang bị mất máu cơ. Hình như mình có cái vật phẩm cái này. Cái amulet này. Thành thử ra con rắn nó quýnh mình là nó bị dịch chuyển đi á. Mình gỡ ra đi cho nó đừng dịch chuyển nữa. Ây da, nhận lửa này không thể dụ nó được. Con hay ra này thông minh lắm. Kìa kìa kìa, nó bước vô nhận lửa mình rồi cơ. Wow, nhận lửa mình thốt lắm nha. Lại 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 lại. Cố lên. Nhận lửa nè. Rồi. Nhận lửa mạnh hay là nó hồi phục mạnh đây. Ui nó hồi phục nhanh lắm. Không được rồi. Bó tay đóng băng đóng băng đóng băng. Ui dù. Giống như lần trước con này cực kỳ khó xử luôn á. Giờ sao ta? Dùng phép phép điện nhờ, giật điện thử đi để cho nó tan băng ra. Giật điện đó để coi, giật điện có ăn thua nó không. Cố lên. Giật điện hiện tại là đang là phép gánh tem cực mạnh của mình, để coi giật điện có ăn thua hay không á. Ui giật điện có vẻ lần này đánh bại được nó nè. Nó đang bị mất nửa cái máu rồi, chơi khô mana với nó luôn. Ui lẹ không, nó hồi phục đấy. Mình trúng độc của nó thế nên mình bị đẩy lùi ra rất là xa này. Nó vừa đánh đánh độc mà vừa đánh đẩy lùi nữa. Không ổn rồi. A few moments later. Nạp mana lần này lần hai luôn rồi. Mới đánh nó được còn một chút xíu máu kìa. Cố lên. Cố lên. Rồi xong. Ngủng của tỏi nó rồi. Mình đã dùng đủ biện pháp rồi. Nhưng mà vẫn rất là khó để giết nó. Cách tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách, rồi sau đó dùng mảnh băng và tiêu diệt thôi ha. Thiệt luôn á. Chừng nào mình mới học được một cái phép nào đó đủ sức để có thể one shot được con Hydra này là lúc đó là mình mới thực sự mạnh nha. Còn bây giờ mình vẫn còn chưa gọi là mạnh nhất đâu. Mình vẫn còn non và xanh lắm. Gặp mấy con Hydra thôi là đã hơi đuối rồi. Thế nên đó là mình cần phải cứ như cố gắng hơn để nâng cấp sức mạnh ha. Còn giờ chắc mình sẽ ghé qua làng tá túc qua một đêm đi, hồi sáng thức dậy mới lên đường tiếp cho chuyến khám phá bữa nay. Đây rồi, mình gặp quái vật rồi. Đây mới thực sự là người sói này. Ôi, những con sói bình thường sau khi mà một khoảng thời gian nè, như cũng cái con chó sói bình thường này, nó đã sẽ thành những cái con người sói như vậy. Này thì người sói nè. Nguy hiểm chưa? Wow, đây còn một con người sói nữa. Người sói này là người sói đỏ. Người sói đỏ nè. Người sói đỏ nè. Ồ, cũng có thêm được ít chìa khóa. Ok phết đấy. Nhưng mà hiện tại thì
giáp đồng phục của mình thì nó đã gần hư hết rồi, chắc phải sửa lại thôi. Chứ gì mà đi khám phá là bị quýnh hư giáp là ổn nữa. Cách sửa thì rất là đơn giản á, mình sẽ cho vô bàn phép thuật và nạp lại bằng Magic Crystal thôi. Đấy, vậy là xong được cái nón rồi. Tương tự với mấy bộ phận khác ha. Như vậy là xong rồi. Có giáp Thunderbolt mặc và đi khám phá tiếp rồi. Bởi vậy mình thích mặc đồ đồng phục là vậy đó. Tại vì sửa nó rất là đơn giản ha. Rồi, được rồi, đi thôi. Lên đường tiếp nào. Khổ nổi là tại sao Flame Fury không bay được nhờ, cay thế. Lạ vậy. Hay là tại mình cho thành Flame Fury ở cấp 1 nên không bay được đó. Ồ, em rồng đẹp như vậy, ngầu như vậy mà không bay được, hơi uổng đấy. Thiệt sự luôn. Trời đất ơi. Gán tập bay rồi đó mà không bay được mới cay ấy chứ. Chấp nhận sự thật phũ phàng thôi. Hình như à đúng rồi, đây là một cái chỗ dungeon Lycan này. Hàng chi mình thấy nó nhô nhô lên. Hợp lý, mình thì có mang theo trong người một ít cái chìa khóa luôn nè. Nãy còn săn thêm được hai chìa khóa cửa nặng nữa chứ. Ngon luôn, giờ thì chắc vô trong đây nha. Hợp lý rồi. Sẵn tiện lâu lâu mới qua bên thế giới này á. Ủa sao mà trong đây. Oh no 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 no. Từ từ. Giật điện. Nhiều chó sói vậy. Uầy. Ui cả đống chó sói luôn. Phải tiêu diệt bớt thôi. Ui có người sói nữa. À người sói nè. Đâu người sói rồi. À người sói biết dịch chuyển hả. Dịch chuyển nè. Mình biết. Mình nghĩ dịch chuyển đó là tại vì mình đang trang bị cái vật phẩm amulet này nè. Nó có 15% là kẻ địch quýnh mình là sẽ bị dịch chuyển tới nơi khác á. Cũng có thể lắm. Rồi, giờ thì tiêu diệt nó thôi. Tới nơi chưa vậy? À đây là nơi bắt đầu nè. Ủa? Còn đi đâu nữa? Ơ kìa. Ui lạ vậy. Chắc mình phải dùng biện pháp nghiệp vụ quá. Đó chính là đu dây lên trên này. Coi thử coi. Chỗ cánh cửa đâu vậy? Mình dùng biện pháp nghiệp vụ thôi. À đây nè. Ui. Ui gì thì có ăn gian quá không vậy. Nó có cánh cửa nhưng mà mình có thể trèo lên như vậy để đi qua nè. Ui trong này. Trong này có rồng Lycan luôn. Ui ghê ghê. Thôi nhưng mà mình người đàng hoàng lịch sự. Mình có chìa khóa là mình mở cửa ha. Chứ mình chơi kia, mình đi kiểu kia thì ăn gian quá. Khác gì á. Hách map đâu. Trời đất ơi. Đây chính là rồng Lycan cấp 50 ha. Wow. Rồng này giống như có cái sừng lạ vậy ta. Có trứng rồng. Oh my god. Như vậy thì mình đã có luôn trứng rồng Lycan ngay từ lần đầu khám phá cái dungeon này. Nhân phẩm cao thiệt sự. Đã nha, đây là trứng rồng Lycan này. Ui. Có hai cái sừng y gan em này luôn. Wow. Đã nha. Yay. Mình đã tập bay thành công rồi. Đã quá đi. Cuối cùng thì mình cũng cưỡi Flame Fury và bay được rồi. Trời ơi, hú hồn hú vía luôn á. Tưởng đâu chuyến này là dắt rồng đi bộ rồi chứ. Chứ không phải là cưỡi rồng bay lượn nữa. May quá. Và Flame Fury thì nếu mà mắc tốc độ bay thì coi nhanh không. Cũng không quá nhanh ha. Nói chung là ở mức được ấy. Tốc độ ngang ngang mấy em rồng khác thôi. Còn về tấn công thì mình nghĩ sẽ rất là mạnh đấy. Đây, có chỗ rồi. Giờ không ai khịa mình thì mình đi khịa lại. Kích hoạt đi. Pháp sư, hệ sấm sét hả? Đón nhận sức mạnh của Flame Fury nè.
hụt lắc luôn. Lại. Đấy. Ồ, cháu thế. Một đòn tấn công của Flame Fury chỉ kéo được 28 máu của pháp sư thôi. Ao ao ao, chơi chơi mà tấn công lại trời. Người ta giỡn con xíu làm gì căng. Chơi mà tấn công lại. Ui, hồi phục nữa à. Ôi sao kỳ ta. Quê vậy, nãy quảng cáo là Flame Fury mạnh lắm á. Thôi chắc tại mấy thanh niên này trâu thôi. Chắc tại mấy thanh niên này trâu chứ Flame Fury mình mạnh mà. Người nhà quê thiệt. Ui, cho anh cởi đi. Nãy anh nói giỡn thôi chứ em mạnh mà. Đừng giận mà, cho anh cởi đi. Rồi luôn, mình lỡ nói là Flame Fury không mạnh á. Giờ Flame Fury giận mình luôn rồi. Cho anh cởi đi. Xin lỗi mà. Ê mà. Đừng giận mà, trời ơi. Thôi đừng giận, đây. Bắn tim nè, đừng giận nha. Đừng giận mà. Đừng giận anh mà. Bắn tim nè. Giận tim thì đừng giận nữa. Ui, giận. Bắn tim thì lụm mà sao. Hết, vẫn còn giận vậy. Chết rồi. Gồng giận luôn rồi. Giờ chắc không cưỡi được Flame Fury rồi. Giận mình mất tiêu. Tóm lại sau chiến khám phá ngày hôm nay thì chắc xịn nhất vẫn là cái trứng rồng Lee Ken đó. Wow, rồng Lee Ken thì hôm nay chúng ta cũng đã gặp được rồi. Nhìn thì có vẻ là khá là lạ, tại vì mình chưa thấy em rồng nào mà có cặp sừng nó kiểu nó cong về phía trước giống như vậy nè. Nên em này chắc chắn sẽ rất là xứng đáng để mình up trong thời gian sắp tới và cho vào đội hình rồng của mình. Và quan trọng hơn là bữa nay mình đã có được một em Flame Fury đầu tiên rồi. Đây là em rồng được kết hợp từ Night Fury và một cái viên đá Fury lửa. Và sắp tới thì mình, nếu có đủ nguyên vật liệu thì mình sẽ gắn để làm thêm một em từ cái viên Forest Stone này á. Chắc cũng sẽ dùng cho Night Fury thôi. Mình tin là như vậy. Rồi, và mong rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tìm thêm được trứng rồng Night Fury để thực hiện những cái kế hoạch sắp tới của mình giá thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye!